stay strong. Chị Kim Bơ mến chào tất cả các em. Các em ơi, các em có thích uống trà sữa hay không? Riêng chị Kim Bơ thì chị Kim Bơ rất là thích uống trà sữa luôn. Em nào thích uống trà sữa thì đừng quên điểm danh ở dưới nha. Và bây giờ chắc là các em đã vào học lại rồi phải không nè? Nghĩ tới rất là vui luôn ha các em. Vào học lại thì chúng ta cần phải có cái gì đó để làm động lực cho chúng ta học tốt hơn. Thì ngày hôm nay chị Kim Bơ sẽ làm hai món đồ rất là dễ thương, một món đồ là đồ dùng học tập, còn một món đồ là đồ dùng ở nhà nhưng mà có liên quan tới trà sữa nè. Món đồ thứ nhất mà chị Kemper sẽ làm đó chính là một cái đồ chuốt viết chì có hình ly trà sữa, và cái thứ hai đó chính là một cái chai xà phòng đó các em, mà có hình ly trà sữa luôn. Khi bắt đầu cái video này, ok các em, trước khi bắt đầu cái video này, các em ơi, có cái bong bóng nè, cái bong bóng này chị Kemper mua lâu rồi mà bây giờ nó vẫn còn, nó chịu cái xì ra luôn. Trước khi bắt đầu cái video này thì những anh nào mà chưa là thành viên của gia đình Kemper chúng ta thì các em đừng quên bấm nút đăng ký để trở thành lead Kemper tí hon. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Ok các em, đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái đồ chuốt viết chì nha. Cái đồ chuốt viết chì hình ly trà sữa rất là đáng yêu. Bây giờ chị Kemper có chuẩn bị một cái ly nhỏ như thế này nè. Các em có mấy cái ly mà người ta bán đồ các em để đựng nước mắm hay là cái gì đó chị Kemper không biết ở bên Việt Nam người ta bán như thế nào, nhưng mà cái ly nhỏ như thế này là được rồi. Tiếp theo là chúng ta còn phải có giấy nè, giấy hơi cứng một tí nha các em, và kéo nè, màu sơn. Rồi như đó thôi. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm nha. Đầu tiên là chị Kemper sẽ làm cái nắp cho cái ly này. Các em ơi, để làm cái nắp thì chúng ta cần phải có một cái giấy bìa cứng. Chị Kemper thấy có rất là nhiều YouTuber người ta làm bằng đất sét, nhưng mà chị Kemper nghĩ đất sét thì sẽ rất là khó cho các em, cho nên chị Kemper đã nghĩ ra chúng ta có thể làm bằng giấy cứng nè. Bây giờ thì chị Kemper sẽ cắt ra để làm cái nắp nha. Chúng ta sẽ kẻ theo như thế này nè các em. Rồi chị Kemper sẽ lấy kéo và cắt ra. Ô các em nhớ là khi mà cắt ra các em cắt nó to hơn cái vòng tròn một chút xíu thôi nha các em. Rồi bây giờ chị Kemper thử đậy lên và nó rất là vừa luôn. Nếu mà các em muốn cho nó đẹp hơn thì các em có thể cắt giấy màu và che lại những cái phần mà nó bị xấu đó các em. Chị Kemper sẽ cắt một miếng giấy dài và chị Kemper sẽ che cái phần xung quanh lại và một cái miếng hình tròn nữa để che cái phần ở trên. Rồi chị Kemper sẽ lấy keo và dán lại nha. Cái này thì rất là dễ luôn ha các em. Chị Kemper dùng keo gì ta? Súng bắn keo. Nếu mà các em có thể dùng keo bình thường cũng được, hay là keo con voi cũng được nha. Keo con voi thì rất là chắc luôn. Ồ các em ơi, ở bên Mỹ thì không có keo con voi đâu, mà ở bên đây có keo con vượn đó các em. Chị Kemper thấy hai con nào nó cũng mạnh cả. Các em nghĩ con nào mạnh hơn nè. Rồi tiếp theo là chị Kemper sẽ cho cái đồ chuốt viết chì vào. Đó, chị Kemper sẽ dán ở dưới cái ly như thế này nè các em. Dán ngay chính giữa luôn nha. Và bây giờ thì chị Kemper sẽ đậy lại thử coi nó có ngay chính giữa hay không. Và trước khi mà chúng ta đậy lại thì chúng ta phải cần cắt một cái lỗ ở giữa, và chị Kemper sẽ dùng dao cho nó dễ hơn là dùng kéo. Các em nhớ là khi mà các em dùng những vật nhọn thì các em phải thật sự cẩn thận nha, hay là nhờ người thân giúp đỡ nha. Rồi bây giờ các em có thể dùng keo con voi hay là súng bắn keo hay là keo con vượn để dán lại như thế này. Nếu mà các em muốn cho nó dễ thương hơn thì chúng ta có thể cho cái ống hút vào như thế này nè. Nhìn dễ thương ơi các em. Chị Kemper sẽ thử cho cây viết chì vào và chuốt thử nha. Wow, vừa y luôn này các em, chuốt thử nha. Yay, chuốt được rồi. Rồi bây giờ thì chị Kemper sẽ tô màu cho nó dễ thương hơn. Cái màu này, nếu mà các em không có màu này thì các em cũng có thể dùng sơn móng tay nha. Khi mà chúng ta tô đó các em thì các em nhớ là tô hai lớp thì nhìn nó sẽ đẹp hơn là một lớp.
Rồi chị Kemper sẽ sử dụng màu sơ móng tay luôn cho các em xem thử nè. Màu màu hồng này các em. A à, bị chảy ra này các em, chị Kemper chế như thế này cho nó nhanh chứ chấm nó lâu quá. Cái này là màu hồng. Màu hồng thì hương dâu ha các em. Trà sữa hương dâu chị Kemper chưa uống bao giờ. Chị Kemper rất là thích uống trà sữa có mùi vải đó các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó khô một tí, xong rồi chúng ta sẽ trang trí mắt như thế này. Bây giờ chị Kemper đang sử dụng sơ móng tay luôn. Vẽ hai con mắt nha, hai con mắt tròn rất là đáng yêu. Nếu mà các em muốn mắt được long lanh đó thì các em sử dụng màu trắng nữa và chấm hai cái chấm vào trong con mắt thì nó sẽ rất là dễ thương. Rồi cái miệng nữa nè. Và bây giờ thì chị Kemper sẽ đánh má hồng cũng bằng sơ móng tay luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ những cái hạt trân châu ở trong lý trà sữa như thế này. Và khi mà các em vẽ thì không có cần phải ngay, tại vì khi mà chúng ta nhìn ly trà sữa đó các em thì nó có trộn nước hay là những cái màu khác, cho nên nhìn những cái hạt trân châu ở bên ngoài nó sẽ không có được tròn. Nhìn như thế này nó sẽ tự nhiên hơn đó các em. Nếu mà chị Kemper sơn thêm một lớp nữa thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà lâu quá chị Kemper không có nhiều thời gian. Các em ơi, và cuối cùng chúng ta cũng đã có một cái đồ chú bích chì rất là dễ thương. Bây giờ chị Kemper sẽ chút thử nha, cái này nó cũng chưa có khô lắm, chúng ta mới làm thôi. Wow, rất là thích luôn các em. Rất là đáng yêu. Ok các em, bây giờ chúng ta hãy qua một món đồ tiếp theo, đó chính là một cái chai đựng xà phòng hình lý trà sữa luôn nha. Thì chúng ta cần có một cái ly như thế này nè các em. Khi mà các em uống trà sữa xong á thì các em nhớ để cái ly lại để chúng ta có thể làm. Và bây giờ thì chị Kemper sẽ, nếu mà cái ly của các em á có cái lỗ sẵn thì các em không có cần khoét cái lỗ, nhưng mà cái ly của chị Kemper không có, cho nên chị Kemper phải khoét một cái lỗ. Rồi chị Kemper đã khoét một cái lỗ rồi, bây giờ chị Kemper sẽ cho vào. Nếu mà cái cây nó quá dài thì các em nhớ cắt cho nó ngắn bớt. Cái cây của chị Kemper thì vừa y luôn. Và bây giờ chị Kemper sẽ cho keo lên trên này để cho nó dính lại với nhau luôn nha. Chị Kemper sẽ sử dụng cái này luôn. Đồ sơn móng tay này các em, chị Kemper sẽ vẽ hai con mắt nha. Chị Kemper sẽ cho hai cái má hồng nữa nha, giống như nãy luôn. Rồi xong rồi đây, các em thấy có đáng yêu hay không nè. Rồi bây giờ thì chị Kemper sẽ cho xà phòng vào trong này nha. Nhưng mà trước khi cho xà phòng vào thì chị Kemper muốn bỏ cái gì vào trong đây để cho nó vui vui một tí, thì chị Kemper có chuẩn bị ở đây một cái chén nước. Và chị Kemper sẽ cho hạt nở vào trong này nha. Các em ơi, hạt nở ở bên Mỹ thì nó rất là an toàn luôn, cho nên khi mà chúng ta bỏ vào nước rửa tay á, thì không sao cả. Chị Kemper không biết hàng Trung Quốc thì nó như thế nào, nhưng mà hạt nở của Mỹ thì rất là an toàn. Đây chị Kemper sẽ cho vào. Ô, những cái hạt nở này màu xanh các em ơi. Màu xanh hay màu đen nhỉ? Hình như màu xanh. Và chị Kemper sẽ cho vào nha. Rồi cho ít thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nó nở lên nha. Chắc là 15 phút sau nó mới nở ra đó các em. Bây giờ chị Kemper sẽ để sang một bên và chị Kemper sẽ cho xà phòng vào. Đây là chai xà phòng rất là to luôn hả các em. Xà phòng này thì có hương sữa và hương mật ong cho nên nó rất là thơm. Bây giờ chị Kemper sẽ cho vào trong cái ly này nha. Wow, nhìn giống như trà sữa luôn á các em. Chị Kemper không các em ơi, hình như chị Kemper cho hơi nhiều. Tại vì chúng ta không nên cho nhiều quá đó, nữa chúng ta còn cho hạt nở vào nữa. Các em ơi, cuối cùng thì những hạt nở nó cũng đã nở ra rồi đây. Các em nhìn xem nè, nó nở ra nhưng mà nó chưa hoàn toàn nở cho nên nó cũng không có được tròn cho lắm. Bây giờ chị Kemper sẽ cho nó vào trong
cái xà phòng này và chị Kim Bơ nghĩ là nó sẽ nở ra thêm. Wow, giống như là trà trân châu luôn á các em. Rồi chị Kim Bơ sẽ để nắp lại nha. Các em nào muốn uống trà trân châu hay không? Các em ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm xong hai món đồ rất là dễ thương. Một cái từ chú biết gì hình trà sữa trân châu, và một cái này thì chị Kimber thích nhất nè, tại vì chị Kimber có thể dùng mỗi ngày luôn. Bây giờ thì chị Kimber sẽ đem vào trong nhà tắm và để ở trong đó nha. Các em ơi, phải nói là nó rất rất là dễ thương luôn. Các em có thích không nè? Chị Kimber rất là thích. Wow, bây giờ chị Kimber sẽ cho cái chai xà phòng này đi chỗ khác. Và chị Kimber sẽ cho cái này vào. Oh my god, so cute. Dễ thương quá trời luôn các em. Rất là đáng yêu luôn hả các em? Các em ơi, video của chị Kimber đến đây là hết rồi. Nếu mà các em thích cái video này thì các em đừng quên cho chị Kimber một like thật to nha. Và nếu mà các em muốn chị Kimber hướng dẫn làm cái gì tiếp theo thì các em nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết. Nếu mà có thật là nhiều yêu cầu thì chị Kimber sẽ làm nha. Ok, chị Kimber tặng các em rất là nhiều. Bye bye.